Tây Thành à, xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội, không có chuyện gì đâu. Vừa rồi Cẩm Hề tới quán bar, cháu vừa đón cô ấy về. Nó tới quán bar sao? Cẩm Hề đâu? Uống chút rượu nên đi ngủ rồi. Nó uống rượu sao? Vậy vết máu trên người cháu là sao? Bà đừng lo lắng. Vừa rồi cháu đánh nhau với người khác. Đây là máu của người khác, không phải của cháu. Cháu đánh nhau sao? Sao lại đánh nhau chứ? Đúng ra ngoài vẫn bình thường mà. Đúng vậy. Cẩm Hề cũng thật lạ. Muộn thế này rồi còn đến quán bar. Đây là chỗ con gái nên tới sao? Bà cũng đừng sốt ruột. Bà xem, may mà hôm nay em rể không sao. Đã muộn thế này rồi, hay là để cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Để mai rồi hãy nói. Đúng thế bà, không còn sớm nữa. Bà cũng nghỉ sớm đi. Sao phải lên tầng tắm một cái đã. Chúc bà ngủ ngon. Hạ Cẩm Hề này, rốt cuộc nó muốn làm cái gì chứ? Bà đừng giận, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tức chết mất. Bà nội, hay là bà về nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi nói sau, được không? Thật không ngờ Cố Tây Thành quan tâm tới Tô Nhân Hề như vậy, khiến mình phí bao nhiêu thời gian. Thà rằng dành tâm tư vào lão phu nhân, có lẽ như vậy dễ dàng hơn. Đồ ngốc, sao phải chạy đến nơi như thế chứ? Hôm nay may mà anh đến kịp. Nếu lần sau em không ở bên cạnh anh, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em có biết vì sao anh thích Tứ Hoa như vậy không? Anh nhớ hồi còn nhỏ, ấn tượng duy nhất mà mẹ để lại cho anh chính là bóng dáng bà ấy tưới hoa. Hồi đó nhà anh trồng rất nhiều hoa. Mẹ anh ngày nào cũng tưới tất cả cây hoa một lần. Nhưng rồi đột nhiên tới một ngày, một vụ tai nạn đã đoạt mất tính mạng của ba mẹ anh. Khi đó anh cực kỳ hận bản thân. Anh hận bản thân quá nhỏ bé, không có khả năng bảo vệ người thân của mình. Cho nên sau khi trưởng thành, anh đã nói với chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ rồi mới có thể bảo vệ người thân của anh. Mỗi lần anh nhớ tới mẹ, anh đều sẽ đi tưới hoa. Có lẽ đây chính là một cách để ghi nhớ và tưởng niệm bà ấy. Đồ ngốc, hứa với anh, sau này đừng như vậy nữa. Giờ em và bà nội là người thân duy nhất của anh. Anh thật sự không muốn đánh mất hai người. Bà nội, tối qua chắc bà ngủ không ngon. Bà đừng trách em họ cháu. Cháu thay em ấy xin lỗi bà. Bà đừng tức giận mà hãy sức khỏe. Sẽ không đâu. Từ khi Cẩm Hề gả vào nhà này, vẫn luôn là một cô gái tốt, an phận thủ thường. Mọi người đều rất thích nó. Nhưng khoảng thời gian này cũng không biết tại sao, đột nhiên như biến thành một người khác.
Có thể vì tâm trạng của em ấy không tốt. Tâm trạng không tốt, nó thì có gì mà tâm trạng không tốt chứ? Tiểu gì? Nhan Hề à, cậu không sao chứ? Anh đẹp trai hôm qua là ai vậy? Có quan hệ gì với cậu? Giờ cậu đang ở đâu? Cậu nói gì đi, cậu không sao chứ? Tiểu gì? Đột nhiên tớ thấy chóng mặt quá, không nói chuyện rồi, đợi tớ đỡ hơn sẽ gọi cho cậu. Tạm biệt. Này này, bà nội, thật ra có mấy việc cháu cũng không biết có nên nói hay không. Nói đi. Quan hệ giữa cháu và Cẩm Hề không được tốt cho lắm. Quan hệ giữa cháu và Cẩm Hề không được tốt cho lắm. Tại sao? Cẩm Hề từ nhỏ đã rất ham chơi. Cháu là chị họ, có thể không nói nó sao? Lâu dần nó liền thấy cháu hay lo việc bao đồng, rồi giận cháu. Cháu quản nó là việc nên làm mà. Những nơi như quán bar là nơi con gái có thể đến sao? Loại như vậy, tối qua Tây Thành từ quán bar về, khắp người đều là máu, làm bà sợ hết hồn. Lỡ nó xảy ra chuyện gì, bà biết anh nói với ba mẹ đã mất của nó thế nào đây? Bà ơi đừng giận, đừng giận. Rồi cháu nhất định sẽ mắng nó. Cháu nói với nó, nếu lần sau còn như vậy nữa, đừng trách bà không nể mặt nó. Dân thưa bà. Bà nội, bà ra ngoài đi dạo. Chị nói gì với bà đó? Chị có nói gì đâu. Tôi Nhan Hề, lúc đầu chị đã coi thường em rồi. Em cũng giỏi dụ dỗ đàn ông đó. Chị nói linh tinh gì vậy? Ai dụ dỗ đàn ông? Vốn là chị muốn để em hỗ trợ chị, không ngờ em lại cướp đàn ông của chị. Sao có thể như vậy? Lúc đầu chị cũng cho rằng không thể, nhưng giờ đây chính là sự thật. Cố Tây Thành đã động lòng với em. Bắt đầu từ ngày em vào Cố gia, chị bảo em làm việc gì em cũng làm hết rồi. Hạ Cẩm Hề, rốt cuộc khi nào chị mới trả lại mẹ cho em? Đợi khi em rời xa Cố Tây Thành, chị đương nhiên sẽ trả lại mẹ cho em. Mẹ em? Đó không phải mẹ chị sao? Bà ấy không phải mẹ chị. Bắt đầu từ ngày bà ấy ly hôn với Hạ Chấn Đông thì bà ấy không còn là mẹ chị nữa. Lúc đó bà ấy không cần chị, giờ lại muốn chị nhận bà ấy sao? Hạ Cẩm Hề, sao chị có thể trách mẹ chuyện ly hôn được? Lúc đó bà ấy sống thế nào, chị không biết sao? Ba nghiện cờ bạc, thua liền uống rượu, uống say liền đánh mẹ. Cuộc sống như vậy làm sao tiếp tục chịu đựng được? Không chịu đựng được liền ly hôn, liền đưa em đi mất dạng, để chị ở lại với Hạ Chấn Đông. Em có biết những năm tháng đó chị sống thế nào không? Hạ Cẩm Hề, chị quá ích kỷ. Chị chỉ có biết những năm tháng đó em và mẹ sống thế nào không? Em và người phụ nữ đó sống thế nào không liên quan gì tới chị, vì đây là lựa chọn của hai người. Nhưng giờ là em cướp người đàn ông của chị, chiếm mất vị trí của chị, là em nợ chị. Hạ Cẩm Hề, nếu không phải vì mẹ thì em đã không đứng ở đây rồi. Chị muốn thứ gì thì cứ lấy hết về đi, em không cần đâu. Việc đó đã giải quyết xong rồi. Mấy tên du côn ở quán bar bị Mông Lực dạy dỗ một trận, giờ đang nằm trong bệnh viện. Nếu cậu vẫn thấy chưa đã thì đợi chúng ra viện, tôi lại thay cậu dạy dỗ chúng lần nữa. Thế nào? Không cần đâu.
Quán bar đó là của ai? Hình như là của thằng nhóc Ngô Đông. Ngô Đông? Người khác mở quán bar, hắn cũng mở quán bar. Quán bar đó của hắn, hạng người nào cũng tới. Cậu nói với hắn một tiếng, bảo hắn đừng mở nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa. Được. Mà này, Tây Thành, giờ cậu nhìn có vẻ không phải là kiểu người thích đi quán bar mà. Sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi đó? Gần đây cô ấy có chút tâm sự, hỏi cô ấy cũng không nói. Vậy giờ cô ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Không sao, chỉ là uống chút rượu, để cô ấy chịu khổ chút cũng tốt. Như vậy sau này cô ấy sẽ không đi lung tung nữa. Biết dạy dỗ đó. Phó tổng thường, cô tổng có ở trong đó không? Cô tổng đang có bạn ở trong đó, có lẽ giờ giàu không được tiện lắm. Vậy bản kế hoạch kinh doanh này cô giao cho cố tổng giúp tôi. Tôi sẽ không vào làm phiền nữa. Tôi nghĩ lần này chắc anh ấy sẽ hài lòng. Phó tổng thường, anh không sao chứ? Đúng là có hơi khó chịu. Cô nói với cố tổng một tiếng, tôi về trước đây. Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi. Cục cưng nhan hề, cậu vẫn chưa nói với tớ người đàn ông đó là ai. Đẹp trai như vậy, cậu và anh ta có quan hệ gì? Tớ còn chưa hỏi cậu, tối qua cậu về kiểu gì? Tối qua thuộc hạ của anh ấy đưa tớ về, nhưng mà kín miệng lắm, hỏi gì cũng không nói. Cục cưng, cục cưng à, nói cho tớ đi, anh ấy là ai vậy? Được được, là sếp của tớ. Sếp của cậu? Nhưng sao tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu hơi khác nhỉ? Tối qua còn chạy tới quán bar cứu cậu nữa. Thật ra chuyện hôm qua là trùng hợp. Thật ra sếp gọi cho tớ là muốn nói về chuyện của công việc. Kết quả không ngờ cậu lại nghe điện, nói chúng ta gặp chuyện ở quán bar. Cho nên cực kỳ trùng hợp, anh ấy tới cứu hai chúng ta. Vậy sao? Dù sao thì tớ vẫn cảm thấy anh ấy đối với cậu hơi khác. Cậu nói cậu đó, cậu có một ông sếp đẹp trai như vậy, tốt như vậy, sao cậu không giới thiệu sớm cho tớ chứ? Nếu có thể gặp sớm một chút thì tốt rồi. Ông mau gửi tài liệu này cho nó. Dân, đi mau. Chủ phường, thiếu gia, thiếu phu nhân đâu? Hôm nay thế nào? Thiếu phu nhân ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Thưa chú làm việc đi. Em đang ở đâu? Khi nào về? Em sắp về rồi. Không cần lo cho em. Về sớm nhé. Được. Bà nội, cháu lên lầu đây. Tây Thành, qua đây một lát. Sao vậy bà? Sao gần đây Hạ Cẩm Hề ngày càng chẳng ra gì? Bà muốn bàn bạc với cháu một chút. Nếu không được thì hai đứa chia tay đi. Bà nội, bà nói gì vậy? Cẩm Hề tốt như vậy, tại sao phải chia tay? Cho nghe bà nói hết đã. Trước kia bà cũng rất thích con bé này. Nó khéo léo, hiểu chuyện, hiếu thảo. Nhưng gần đây bà nhận thấy con người nó có quá nhiều tật xấu. Bây giờ nghĩ lại, mọi việc mà nó làm trước kia đều là giả vờ hết. Bà nội, sao có thể là giả vờ được? Tính cách của Cẩm Hề vốn là như vậy. Nếu nó vốn là như vậy,
Vậy cháu giải thích biểu hiện của nó bây giờ như thế nào? Tiêu tiền dùng tay quá tráng, đến quán bar uống rượu, ở bên những kẻ không ra gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì hình tượng của Cố gia chúng ta sẽ bị hủy hoại hết mất. Bà nội, ở đây có một số hiểu lầm. Đợi cô ấy về, cháu sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Sau này sẽ không như thế nữa. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì cũng thôi đi. Nhưng nó còn làm liên lụy tới cháu, khiến cháu đi đánh nhau với người khác. Tối hôm đó nếu cháu xảy ra chuyện gì, vậy cho nói xem, bà phải làm sao đây? Được rồi bà nội, bà đừng nghĩ lung tung nữa. Cố Tề Thành cháu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện này tất cả đều tại bà. Là bà đã không chọn vợ cho cháu cẩn thận. May mà giờ hai đứa vẫn chưa có con. Mau chóng ly hôn đi. Bà nhất định sẽ tìm cho cháu một người tốt hơn. Bà ơi, bà nói gì vậy? Đang yên đang lành ly hôn gì chứ? Ngay cả chị họ của nó cũng nói như vậy. Nói hồi nó đi học là một đứa ham chơi. Cái gì? Những lời này đều do Tô Nhân Hề nói. Đúng vậy. Nếu là người ngoài nói thì bà còn phải suy nghĩ lại. Nhưng đó là chị họ nó, có thể nói sai sao? Cháu biết rồi. Nếu là người ngoài nói thì cháu còn phải suy nghĩ. Nếu là người phụ nữ đó nói thì tuyệt đối không thể tin tưởng. Bà nội, người phụ nữ này không phải là người tốt. Không thể tin lời cô ta được. Không thể tin. Làm gì có người làm chị họ nào lại nói xấu em họ trước mặt người ngoài chứ? Bà nội, bà không phát hiện ra từ sau khi người phụ nữ này tới, nhà chúng ta chưa từng được yên ổn. Hơn nữa sau khi cô ta tới, cảm hề mới có thay đổi. Vậy theo ý của cháu thì người phụ nữ đó có ý đồ khác. Người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa có một hôm cô ta còn chạy tới phòng cháu. Cháu đoán rằng Cẩm Hề biết chuyện này nên mới xảy ra thay đổi. Còn có chuyện như vậy nữa. Vì cháu muốn giữ thể diện cho Cẩm Hề nên mới không nói ra chuyện này. Không ngờ cô ta lại chia rẽ quan hệ giữa cháu và Cẩm Hề trước. Nhà chúng ta không thể giữ người phụ nữ này nữa. Ngày mai cháu sẽ đuổi cô ta đi. Tây Thành, cháu đừng kích động vội. Bà thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện này cứ giao cho bà xử lý. Bà biết cách đối phó với người phụ nữ này rồi. Bà nội, nghe lời đi. Chúng ta quan sát cô ta thêm vài ngày nữa, được không? Được. Tịch khốn Cố Tây Thành này lại bảo vệ con tiện nhân đó như vậy, còn muốn đuổi mình ra khỏi Cố gia. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lần này anh chọc nhầm người rồi. Tôi không những không đi, tôi còn sẽ nghĩ mọi cách để ở lại Cố gia, cho tới khi tôi đoạt lại tất cả mọi thứ tôi muốn có, bao gồm cả anh. Sao anh lại ở đây? Đây cũng là phòng của anh, sao lại không thể ở đây? Cố Tề Thành, anh làm gì vậy? Em hết việc rồi chứ? Em có thể có việc gì chứ? Được rồi, anh hứa với em, sau này sẽ mặc kệ cô ta. Cố Tề Thành, anh ngoài vợ của mình ra sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ khác. Được rồi chứ? Anh có quan hệ với người phụ nữ khác thì liên quan gì đến em? Cẩm Hề, đừng gây chuyện nữa. Ai gây chuyện với anh chứ? Vô dị. Bà nội, bà tìm cháu sao? Nào ngồi đi. Bà muốn tâm sự với cháu. Được ạ. Bà có chút chuyện riêng muốn hỏi cháu. Không biết cháu có Phật ý không? Bà nội, câu này của bà coi cháu là người ngoài rồi. Chúng ta thân thuộc như vậy, có việc gì bà cứ hỏi đi. Giờ cháu có bạn trai chưa? Bà, sao đột nhiên bà lại hỏi chuyện này? Lúc trước cháu chỉ luôn nghĩ đến việc học, cho nên vẫn chưa có bạn trai. Giờ cháu đã tốt nghiệp rồi, cũng nên xem xét vấn đề này đi. Cháu xem, cháu xinh đẹp như vậy, yêu cầu nhất định rất cao.
Cháu có yêu cầu gì đâu, chỉ cần người tốt, đối tốt với cháu là được. Vậy về mặt kinh tế thì sao? Có suy nghĩ gì không? Về mặt kinh tế thì càng không có yêu cầu gì. Bà nội, trước cuộc bà muốn nói gì vậy? Vậy thì tốt rồi. Bà có một đứa cháu họ Xa muốn giới thiệu cho cháu. Giờ nó làm giảng viên ở đại học, bề ngoài rất đàng hoàng, con người cũng tốt. Điều kiện gia đình tuy không phải là vô cùng giàu có, nhưng cũng tính là gia đình trung lưu. Cha mẹ đều là giáo sư đại học, là gia đình gia giáo tiêu chuẩn. Bà thấy hai đứa cháu rất xứng với nhau. Bà nội, cháu biết là bà muốn tốt cho cháu, nhưng bây giờ cháu thật sự chưa nghĩ tới vấn đề cá nhân. Sao vậy? Cháu cho rằng đứa cháu họ Xa này của bà không xứng với cháu sao? Không phải đâu bà, cháu không có ý đó. Người mà bà giới thiệu nhất định rất ưu tú. Được rồi, đừng nói nữa. Nghe bà đi, hôm nào bà sẽ sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau. Cháu chắc chắn sẽ thích nó. Thư Chí Thành. Anh là... Cậu quay về xem trước đi, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.